Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, như tôi đề Tiến Dũng test và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ âm thanh hàng bãi xịn đến từ những thương hiệu lừng danh thế giới. Cặp loa JBL model 240Ti, một sản phẩm đặc biệt cao cấp đến từ thương hiệu JBL Mỹ. Với mức giá đặc biệt ưu đãi trong dịp này, một cặp loa trợ lời cao cấp, có thể nói là dòng hạng sang của thương hiệu Bose, một chiếc âm ly đàn ông SA11 phiên bản cao cấp đến từ thương hiệu đàn ông Nhật Bản. Tiến Dũng sẽ test một đoạn nhạc và sau đó sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn về những sản phẩm này. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/34 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần cầu Tham Lương. Chúng tôi mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Bây giờ chúng ta sẽ test một đoạn âm thanh với chiếc đầu giải mã DAC chuẩn Hi-Res Audio, nhạc chất lượng cao. Đây là chiếc iFi Neo IDSD. Trong video này Tiến Dũng cũng sẽ thanh lý sản phẩm này với mức giá đặc biệt ưu đãi. Đây là sản phẩm hàng demo. Chiếc âm ly đàn ông SA11 và bộ loa bao gồm 240Ti và loa trợ lời Bose 121. Nhích lên một chút thôi, rất mạnh. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi, mời em ở lại để truyền tha hương như lần phai nhớ. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chờ với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi, tiếng ngọt trên bờ môi. Này ban đêm nay hơn, nếu mai đi rồi. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của bộ âm thanh được phối ghép rất ăn ý bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa JBL model 240Ti. Đây là một sản phẩm rất cao cấp của thương hiệu JBL, hàng Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Cặp loa này được ra mắt vào khoảng những năm 1980. Đây là một sản phẩm được hãng JBL sử dụng một loa bass loại 38cm với màng giấy và gân mút. Phía trên này là một loa mid có vật liệu rất đặc biệt, đó là poly, giúp cho âm thanh sáng rõ. Và trên cùng là một chép đôi được hãng sử dụng với vật liệu titan cao cấp. Ở đây chúng ta thấy phần thùng loa hãng trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng màu vàng rất đẹp. Cặp loa này vừa được các bạn hàng của Tiến Dũng ship trực tiếp từ Mỹ về với tình trạng zin nguyên bản, loa tuyệt đẹp. Phía mặt sau này là một lỗ thông hơi chạm loa. Ở đây chúng ta thấy có hai công tắc điều chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt tiếng trung và tiếng chép. Cặp loa này được hãng JBL sản xuất tại California, USA, đúng đồ Mỹ nhà nòi. Đây là một cặp loa có công suất rất mạnh mẽ, công suất là 150W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Kích thước của loa này là ngang 46, sâu 36 và cao 93cm. Trọng lượng của loa là 38kg. Với các tuyến loa đều tuyệt đẹp và phần e căng cũng zin theo loa. Đây là e căng, khi chúng ta đậy vào thì tổng thể của loa nhìn thế này. Cặp loa này sẽ thích hợp chơi đa thể loại dòng nhạc trong các không gian lớn, tầm từ khoảng 30m² cho đến 70m², chúng ta sử dụng hệ thống loa này là vừa. Loa này chúng ta có thể chơi được đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh. Thậm chí quý vị và các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng để hát karaoke, giải trí gia đình. Dĩ nhiên là chúng ta không nên so bì với các dòng loa full chuyên dùng karaoke, nhưng đây là dòng loa có thể hát karaoke rất thoải mái trong không gian gia đình. Mức giá làng của cặp loa này khoảng cỡ 42 cho đến 45 triệu,
Thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn trong dịp này với mức giá rất ưu đãi, chỉ 38 triệu. 38 triệu là một mức giá đặc biệt cạnh tranh. Tất cả thì Dũng vẫn bao zin và bao đúng hàng bãi Mỹ xịn, bảo hành 1 tháng. Phía trên này là một cặp loa rất nổi tiếng. Đây là sản phẩm có thể nói là dòng hạng sang cao cấp nhất của dòng loa lời, loa toàn giải đến từ thương hiệu Bow. Đây chính là mẫu loa Bow 121. Bow 121 sử dụng một loa toàn giải loại 11,5 cm. Dòng này sẽ cho tiếng trung âm và tiếng chép rất tuyệt vời. Để chơi được những cặp loa lời này thì chúng ta nên có một cặp tụ cản lời giống như Tiến Dũng đang sử dụng ở đây. Một cặp tụ cản lời của Đức Xịn sẽ giúp cho âm thanh trong trẻo hơn, bền hơn cho loa lời cũng như là an toàn hơn cho âm ly. Cặp loa trợ lời, loa toàn giải cao cấp đến từ thương hiệu Bow, model 121 với vỏ bóng sơn mài, màu gỗ nu là rất đẹp. Mức giá của cặp này chỉ 5.500.000. Thì Dũng đang có khuyến mại tặng theo một cặp tụ cản lời và 2 mét dây loa Bow xịn, món quà trị giá 400.000. Dây thì Dũng đã hàng sẵn ra như thế này rồi, quý vị và các bạn chỉ việc kẹp vào hệ thống loa chính của mình là được. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa toàn giải nữa đến từ thương hiệu Bow. Đây là dòng khá hiếm của thương hiệu Bow, mẫu loa Bow 100G. 100G được hãng Bow sử dụng vật liệu bên ngoài bằng vỏ gỗ, tương tự như là loa Bow 121 chúng ta vừa nghe ở trên. Một loa toàn giải loại 11,5 cm. Đây là hàng Mỹ, hàng bãi xịn. Cặp này hàng về Tiến Dũng cũng chưa lau dọn. Ngay sau video này thì tôi sẽ lau dọn sạch sẽ và nó sẽ tinh tươm hơn rất nhiều. Công suất là 100W, công suất cực đại, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Loa này là hàng của Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Đôi khi chúng ta cũng sẽ bắt gặp là sản xuất tại Mexico hoặc Canada. Các nước vừa kể trên đều có giá trị và chất lượng là như nhau. Cặp loa này trong dịp này cũng mức giá rất tốt, chỉ 4.200.000. Cách đây 1-2 tháng thì Tiến Dũng phục vụ là 4.500.000. Tặng theo một cặp tụ cản lời và 2 mét dây loa Bow như thế này, được hàn sẵn. Món quà này trị giá 400.000. Phía bên đây, chiếc âm ly là dòng cao cấp đến từ thương hiệu Danone Nhật Bản. Đây là chiếc Danone model SA11. Đây là một chiếc có thể nói là có cấu hình lớn nhất của thương hiệu Danone Nhật Bản. Chiếc này sử dụng 16 sò mốt phét, công nghệ UHC, dòng âm thanh chất lượng cao Super Audio. Đây là một chiếc có cấu hình rất lớn, quý vị và các bạn lưu ý. Công suất là 380W, công suất nguồn. Máy này sử dụng 16 sò mốt phét, chúng ta có thể chơi được hai cầu loa trở kháng từ 8 đến 16 ohm, kết nối ngõ re out và main power in rất tiện dụng. Chiếc này mức giá 35.500.000, đây là mức giá rất tốt, hàng về trực tiếp từ Nhật. Sử dụng bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phía trên này là một chiếc đầu giải mã DAC hàng demo thì Dũng đã khui ra để giới thiệu làm video test âm thanh. Đây là chiếc iFi Neo iDSD thương hiệu đến từ Anh Quốc. Sản phẩm này có thể kết nối với Bluetooth của điện thoại, với optical của TV, với USB của máy tính, xuất ra ở hai cổng âm thanh, cổng ba lăng và cổng RCA. Đây là phần phụ kiện, đầy đủ full phụ kiện. Thì Dũng đang có khuyến mại tặng theo một cặp dây ba lăng và một dây optical. Sản phẩm này hàng mới nguyên hộp tại thời điểm này là 19.900.000. Thì Dũng đã khui ra để giới thiệu và test âm thanh cho những video. Thì đây là hàng demo. Thì Dũng phục vụ với mức giá chỉ 17 triệu. Mức giá rẻ hơn 2.900.000 so với mức giá thông thường. Phía bên đây là những chiếc âm ly dòng Super Audio của thương hiệu Danone cũng vừa về ngày hôm nay. Danone 2035 mã với mức giá chỉ 17 năm, 2045 mã 19 năm. Những chiếc này đều có cùng một cấu hình, điện 100V, công suất nguồn là 275W, sử dụng 4 sò mốt phét công nghệ UHC. Đây là những sản phẩm do các bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ Nhật Bản về. Phía trên này cũng là một chiếc có cùng cấu hình, tuy nhiên thì âm thanh của nó tốt hơn, dòng cao cấp hơn. Đây là Danone 2000SE, mức giá 25 triệu. Những sản phẩm này quý vị và các bạn hoàn toàn có thể kết hợp thêm một chiếc vang và một bộ micro vào để thi thoảng có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Những anh em muốn nghe nhạc chuyên nghiệp và với các không gian lớn thì đây là một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cam kết tất cả những sản phẩm hàng bãi đều là hàng bãi xịn, có chế độ bảo hành 1 tháng và do chính tay tôi là một kỹ thuật lâu năm trong nghề kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo đến quý vị và các bạn.
Thủ tục mua sản phẩm rất đơn giản, quý vị và các bạn có thể thanh toán đủ tiền trước một lượt, Tiến Dũng bao phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng thanh toán nốt và tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của một chiếc âm ly như thế này đi các tỉnh khoảng cỡ trên dưới 300.000 tùy theo xa gần. Hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm audio cao cấp và được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.